Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Long Điền tổ chức trao tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ.